Chào tất cả anh em, hôm nay về đến channel của mình. Trước mặt các bạn là mẫu MX điện đã được độ rồi nhá. Được dán đề can, dán phản quang này. Độ tem nhìn trông rất ngầu luôn. Cái vết này thì hiện tại nó chỉ là vết bẩn thôi. Đấy. Hiện tại xe chưa rửa. Đấy, MX độ luôn. Điện nhá. Xe đã đăng ký biển đầy đủ giấy tờ luôn. Đấy. Chân trống này. Đấy. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ qua nhé. Con này thì nó được chủ nhân trước của nó là độ dán đề can này. Đấy, dán đề can rất đẹp luôn, hai mắt cáo đó, và độ của hai quả L4 này rất sáng luôn. Đấy. Và nó cũng như cái con mà mình đang bán thôi, nó cũng là hai phanh đìa hai bít tông. Đấy, chắn bùn đằng trước nhìn rất hầm hố. Đây, xe thì sử dụng được smart key đó, thì các bạn đi không cần chìa khóa luôn. Hai quả L4 này, độ đèn xi nhan này. Đấy, quả đèn xi nhan này bạn đổ rất chất nha mọi người. Đây, đồng hồ đấy. Đây là công tắc gọi là đi tiến lên lùi xuống này. Đấy. Lùi xuống đây, quả đèn xi nhan này. Đó. Các bạn thấy không? Bản độ rất gọi là cầu kỳ luôn. Thì con xe này được dán đề can quanh xe luôn. Đấy. Chủ nhân đi trước rất đấy. Có cả đèn bi gầm nhá. Là có cả đèn bi gầm. Đấy. Và đèn bi gầm trời tối đi rất là sáng luôn. Con này anh em là mua liên hệ mình nhá. Mình bán với giá 11 triệu 500. Đấy. Được độ mặt lạ các thứ luôn. Nhà tối nó sẽ nháy nháy đèn luôn. Đó, các bạn thấy đèn nháy nhá. Đó. Hay L4. Đấy, L4 nhá. Đấy, hai đèn xi nhan. Đấy. Các bạn thấy cái bản độ rất cầu kỳ không? Đó. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nhá. Bao vận chuyển toàn quốc. Cộng thêm 1 triệu 800 nghìn. Vận chuyển tận nhà luôn. Xe đá độ rất hầm hố. Buổi tối đi được đèn phản quang chiếu lại rất đẹp luôn. Ok, mình sẽ để link mua sản phẩm ở dưới phần miêu tả nhé.